sao ơi, ở đây còn rất nhiều trứng này, con nhặt hết cả giỏ đi. Các bạn ơi, hai con khủng long này cũng đang đẻ trứng đấy. Đẻ trứng trên bãi cỏ luôn, trứng rất nhiều màu. Các bạn cùng nhìn này, có cả màu vàng, màu trắng, màu đỏ, màu xanh lá cây, màu xanh nước biển, rất nhiều luôn. À, các bạn ơi, đây là quả trứng màu cam. Các bạn ơi, ở xung quanh đây đang có rất nhiều các con vật đang bị đi lạc. Bây giờ chúng mình hãy cùng gọi Minh Khoa để có thể đi tìm các con vật nha. Minh Khoa ơi! Minh Khoa chào các bạn đi con. Minh Khoa xin chào các bạn. Các bạn ơi, bây giờ các bạn hãy cùng Minh Khoa đi tìm các con vật ở xung quanh khu vực này nha. Nào đi con, chúng mình cùng đi tìm các con vật nha. Dếp kìa. À, con nhìn thấy con dếp à? Đâu con dếp ở đâu con? Dạ. Đâu, con đi vào, hãy xem nào. Các bạn ơi, Minh Khoa đã nhìn thấy một con dếp rồi. Nó ở đâu hả con? Đây. À, đây, đây, đây. Các bạn ơi, con dếp này đang trèo lên cây. Ôi, một con dếp đỏ, con bỏ vào giỏ đi. Rồi, chúng mình cùng đi tìm tiếp nha. Đi cẩn thận, không cả ngã con nha. Ôi, Minh Khoa ơi, chỗ này có con gì đây? Rùa. Ôi, có một con rùa này. Các bạn ơi, có một con rùa nha. Minh Khoa đã bắt được một con rùa rồi. Con gì con? À, Minh Khoa bảo có một... À, đây, đây. Các bạn ơi, Minh Khoa đã nhìn thấy một con bọ rùa. Wow, con bọ rùa này rất to đây này. Con bọ rùa này màu đỏ đấy các bạn ạ. Đâu, con giơ lên cho các bạn xem con bọ rùa nào. Đây, một con bọ rùa rất to các bạn nha. Đứa kia có, chắc là có rắn rồi. À, con nhìn thấy có con rắn à. Đây, đúng rồi, con đi theo đường đây đi ra. À, con chạy đi đi. Đây. Đâu con? À, ôi, con rắn đang bò trên bụi cây các bạn ơi. Đâu, con để vào giỏ nha. Đây, Minh Khoa lại tìm được một con rắn đang bò trên bụi cây các bạn ạ. Ở trong con ong. Con ong ở đâu con? Kia. À, chỗ kia. Đây, con đi vào trong đây. Con đi vào trong đây. Các bạn ơi, chúng mình hãy cùng Minh Khoa đi tìm con ong nha. Minh Khoa đang bảo nhìn thấy ong đấy các bạn ạ. Ôi, đây, đây rồi. Các bạn ơi. Ui, cẩn thận con. Ong này có đốt không con? Đó. Rồi con phải bắt thật khẽ nha. Các bạn ơi, có một chú ong ở đây. Chú ong màu cam, nhặt khẽ thôi. Con để vào giỏ cho mẹ. Rồi, chúng mình sẽ tiếp tục đi tìm các con vật. Giờ vờ đó. Giờ vờ đó. Ở chỗ kia nhìn thấy con nhện nhiều màu. À, có cả nhện à con, đâu? Ơ, chỗ vừa nãy mẹ con mình đi qua có một con nhện đúng không? Vâng, xong rồi con chỉ cho mẹ đấy. À, con chỉ cho mẹ á. Đâu con ơi? Nhện đâu nhỉ? À, đây, 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 Minh Khoa ơi. Các bạn ơi, mẹ đã nhìn thấy nhện rồi. Đây, con nhện này đang bò trên bãi cỏ này. Con bắt lấy con nhện đi. Con nhện màu xanh. Rồi. Lên lên con ơi. Có hai con khủng long đang để trứng này. Các bạn ơi, ở chỗ này có hai con khủng long. Hai con khủng long đang để trứng các bạn ạ. Ui, có cả trứng thật. Ôi, khủng long này để trứng nhiều màu luôn, Minh Khoa ơi. Ôi, ngồi xuống con nhặt trứng đi. Minh Khoa ngồi xuống nhặt trứng đi con. Trứng màu gì đấy nhỉ? Màu xanh. Con giơ lên cho các bạn xem là trứng màu. Đúng rồi, các bạn ơi, một quả trứng màu xanh da trời. Tiếp theo, ôi, khủng long đang để trứng. Một quả trứng màu xanh lá cây, con phải nói cho các bạn nghe chứ. Các bạn ơi, một quả trứng màu xanh lá cây. Ừ, con để vào giỏ đi, con để vào giỏ con nhặt trứng tiếp đi. Ôi Minh Khoa ơi, con khủng long này quả trứng to quá không ra được này. Con lấy trứng ra cho khủng long đi. Đấy, có một quả trứng màu tím. Đây, đấy. Một quả trứng màu tím luôn. Từ từ con ơi, nó đang đẻ mà. Đấy, đấy, đấy. Đấy, trứng sắp ra rồi. Minh Khoa đang lấy hộ trứng cho khủng long các bạn ơi, một quả trứng màu tím. Đây, Minh Khoa ơi, ở đây còn rất nhiều trứng này, con nhặt hết vào giỏ đi. Các bạn ơi, hai con khủng long này cũng đang đẻ trứng đấy. Đẻ trứng trên bãi cỏ luôn, trứng rất nhiều màu. Các bạn cùng nhìn này, có cả màu vàng, màu trắng, màu đỏ, màu xanh lá cây, màu xanh nước biển, rất nhiều luôn. À, các bạn ơi, đây là quả trứng màu cam. Rồi, tiếp theo con nhặt nhanh lên. Con nhặt nhanh vào nào.
Đúng rồi, quả trứng màu vàng các bạn ạ. Quả trứng màu vàng sắp vỡ rồi đấy. Lúc nãy con đập vào đây. À, con cẩn thận luôn, cả vỡ là trứng không nở được ra khủng long con nữa đâu nhá. Đây con ơi, trứng màu gì đây? Đúng rồi, con nói to lên cho các bạn nghe nhá. Rồi tiếp theo nữa. Đỏ. Đúng rồi, một quả trứng màu đỏ. Nhanh lên con ơi. Quả trứng màu gì nữa nhỉ? Xanh. Đúng rồi, một quả trứng màu xanh. Màu xanh da trời đúng không? Ôi, vẫn còn rất nhiều trứng các bạn ạ. Hai chú khủng long này để rất nhiều trứng ở trên bãi cỏ này. Hai chú khủng long đang kêu đấy. May quá, hôm nay Minh Khoa đi tìm các con vật lại tìm được cả hai chú khủng long và rất nhiều trứng khủng long nhiều màu. Rồi con để vào giỏ đi. Và chúng mình cũng con ơi, xong con ôm luôn hai chú khủng long lên mang về nhá. Rồi các bạn ơi, hãy cùng Minh Khoa đi tìm tiếp tục các con vật nhá. Rất nhiều con vật đây các bạn ơi, ở chỗ này có một con ếch. Đây là ếch lá đúng không? Ếch lá sống trên cây đúng không con? Ếch thật nữa. À có một, đây con ơi, có một con ếch màu đỏ này, con đến nhặt ếch đi. Con đi vào cẩn thận con cả trơn nha. Rồi các bạn ơi, có một con ếch này. Ôi Minh Khoa ơi, có cả con gì ở trên cây nữa này con. Con gì ở trên đây? Con gì nhỉ? Con gián. Con gián à con? Nào con đi vào bắt con gián đi. Đi khẽ nha, các bạn ơi, có một con gián ở trên cây. Con gián trèo lên cây luôn. Cái con ếch thật. À, còn một con ếch thật à? Rồi, kệ nó con. Con để vào xe đi. Con để vào xe đi. Rồi, con để. Con để vào giỏ đi, xong rồi. Con mở nắp ra chứ. Rồi, nào tiếp tục đi vòng quanh đây. Đây, Minh Khoa ơi, chỗ này mẹ thấy có con gì đây? Minh Khoa ơi. Con gì con? Tê giác. Tê giác à? Đây đúng rồi các bạn ơi, chỗ này có một con tê giác đang đứng ở đây. Tê giác đứng đây để làm gì đây con? Để con ngắm cây. À ngắm cây à các bạn ơi, Minh Khoa bảo con tê giác đứng đấy để ngắm cây đấy. Đây đến đây. Con gì con? À đây các bạn ơi, có một con nhện rất to đang trèo ở trên cây đây này. À con bắt con nhện con để vào giỏ đi. Đâu con giơ lên cho các bạn xem nào. Các bạn ơi, đây là một con nhện to nhá. Nhện màu đen. Ôi cái mắt đỏ to chưa. Rồi con để vào giỏ đi. Con nhện này con phải để làm gì? Để làm gì cơ? Hay là để ngủ? Ngủ à? Rồi nào con tiếp tục đi tìm đi. Đâu? Con gì coi? À các bạn ơi, ở chỗ này có một con khủng long đang đứng núp ở dưới gốc cây đây này. Nhảy. Đâu? Con cho xem khủng long đi được không? Khủng long này có đi được không con? À, khủng long này biết đi đấy các bạn ạ. Rồi con để xuống đi. Đâu? À, ôi khủng long đi đâm vào cây. Rồi cho khủng long đi ra ngoài xem nào. Đây, khủng long này biết đi các bạn nha, còn có đèn nữa. Đây con ơi, chỗ này mẹ thấy có một con voi này. Đây, có một con voi ở đây nữa này. Rồi, Minh Khoa sẽ bắt voi cho các bạn xem nha. Một con voi con. Con voi nó có cái gì trắng trắng kia con? Các bạn ơi, con voi có cái vòi dài và có hai cái ngà đúng không? Rồi, con để vào đây đây. Con đi tiếp, con đi sang phía bên kia. Đi sang phía bên kia. Đây các bạn ơi, ở trên cây này có con gì đây? Wow, có hai con bọ cạp luôn. Rồi, một con bọ cạp màu đỏ đúng không? Và một con bọ cạp màu vàng. Rồi, con để vào giỏ đi. Cá mập. Đâu, cá mập ở đâu? À đây, cá mập này cũng ngồi đây để ngắm cảnh đây các bạn ạ. Để ngắm cây. À, ngắm cây à? Rồi, con nhặt cá mập lên. Rồi. Còn con gì nữa không nhỉ? Rồi, giờ chúng mình sẽ tiếp tục đi tìm các con vật nữa nha. Mình qua đẩy xe đi nào. Đây. Ôi, có con gấu này. Con gấu đang ngồi trên ghế đá này. Rồi, con để gấu vào giỏ đi. Vào xe đi. Đằng xa đó là một chú gấu cao cổ các bạn ạ. Rồi, con ơi, con tìm được con vật gì? Con phải giơ lên cho các bạn xem và con nói tên các con vật đó cho các bạn biết con nha. Con cổ này, mẹ ơi. Đâu con? À, các bạn ơi,
À đây, chú sư tử này náu kỹ quá đây. Nào con lấy đi, con đến bắt con sư tử này đi. Con kia đi. Trời ơi, có một con bọ đang bò lên chân con sư tử đấy. Để mẹ lấy cho nha. Rồi, mẹ sẽ lấy con sư tử này và gõ bỏ con bọ ra. Rồi, đây con ơi. Đây, một con sư tử đây. Rồi. Đây rất là có nhiều lòng. Ừ, con bọ đấy là nó cắn đau đúng không? Rồi. Phải dùng dép. À, dùng dép. Đây, con ơi. Con nhìn thấy con gì nữa chưa? Các bạn ơi, Minh Khoa đã nhìn thấy một con cá heo nữa rồi. Rồi con đến lấy cá heo đi. Chỗ này. Cá voi à? Chỗ này không có bọ đâu. Các bạn ơi, Minh Khoa sẽ giơ con cá voi lên cho các bạn xem nha. Đây là một con cá voi rất to, màu đen đấy. Cá voi này nó phải sống ngoài biển chứ mà hôm nay nó cũng lạc lên đây con nhỉ. Rồi, con để vào giỏ đi. Rồi, nào. Con nhìn thấy đuôi nó kìa. Thò cả cái đuôi cá ra ngoài luôn. Rồi, nào chúng mình tiếp tục đi tìm các bạn nha. Con ơi, cẩn thận gãy xe nào, con ơi đi nào. Minh Khoa ơi, mẹ nhìn thấy con lợn rồi kìa. Đây các bạn ơi, có một con lợn ở đây này, có một lợn màu hồng. Ôi con lợn này nấu ở trong gốc cây. Ôi các bạn ơi, con lợn này kêu được đấy. Đâu, con giơ lên cho bạn xem. Đây, con lợn này kêu. Con lợn đang kêu đấy các bạn ạ. Con lợn này chắc bị lạc mẹ rồi, phải mang về trả lợn về với mẹ thôi đúng không? Một con lợn con. Rồi, chúng mình sẽ tiếp tục đi tìm nha. Ôi Minh Khoa ơi, có mấy con gà kìa. Các bạn ơi, có một con gà mẹ và hai con gà con đang đi lạc kìa. Minh Khoa bắt đi con. Rồi để xem nào. Đây các bạn ơi, một con gà mẹ và hai con gà con đang đi lạc đấy. Nào Minh Khoa ơi, con bắt gà vào nào. Rồi. Rồi con bắt gà, con gà kia đang chạy kìa. Con gà mẹ đang chạy xa quá rồi. Bạn ơi, có một con gà mẹ và hai chú gà con màu vàng. Đây, con gà con đang đứng đây. Rồi, gà con đang chạy đây. Ô, ngã rồi. Gà ngã mất rồi. Rồi, con bắt gà lên. Con bắt gà đi, con bắt gà cho vào giỏ đi. Còn gà mẹ nữa kìa con. Để vào giỏ nha. Rồi, rất là nhiều rồi. Hôm nay Minh Khoa đã tìm được rất nhiều con vật đúng không con? Các bạn ơi, sau một ngày đi tìm kiếm các con vật, Minh Khoa đã tìm được rất nhiều các con vật các bạn nha. Đây có hai con khủng long này, có trứng khủng long nhiều màu, đủ các màu luôn. Màu cam, màu xanh lá, màu vàng, màu đỏ, màu xanh dương, màu trắng, màu tím, màu nâu. Rồi, khủng long này có cả cá heo, voi, có bọ cạp, có rán, có ong, dếp. Rồi có cả rùa, rán này và có ba mẹ con nhà gà, một con bọ cánh cam rất to và cả một chú lợn con màu hồng nữa. Rồi các bạn nếu như yêu thích video này của Minh Khoa, hãy đăng ký kênh cho Minh Khoa để có thể theo dõi nhiều video hấp dẫn hơn nhé.